Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong kênh GT Guitar Shop. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một cái vấn đề, đó chính là scale length của đàn ha. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là scale length nó có ảnh hưởng như thế nào đến âm thanh của đàn. Thực tế thì scale length nó có ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ của cái đàn ha các bạn. Nhưng trong clip này chúng ta chỉ tập trung xem ở cái góc độ âm thanh thôi. Scale length là gì? Scale length nó chính là cái khoảng cách từ cái lược đàn này các bạn đến cái ngựa đàn ha. Và ở trên một cái đàn thông thường á, chúng ta sẽ thấy cái scale length này nó có cái độ dài đâu đó khoảng 650 mm ha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái hình này. Chúng ta sẽ xem một cái đàn guitar bass và một cái đàn guitar điện tiêu chuẩn thì nó có scale length khác biệt như thế nào ha. Cây guitar bass thì các bạn nhìn nè, scale length của nó rất là dài ha, nó khoảng đâu đó 860 mm. Còn một cây guitar điện thông thường á, nó sẽ là 650 mm. Và các bạn biết rồi đó, một cái cây đàn bass á, thì nó sẽ sinh ra để chơi bass, cho nên là nó được thiết kế để tạo ra cái âm rất là trầm. Và cái scale length chính là một cái yếu tố quan trọng ha, giúp cho cây đàn bass nó có cái âm rất là trầm. Rồi các bạn hãy nhìn qua một cây ukulele và một cây classic tiêu chuẩn nè. Một cây ukulele nó có cái scale length ngắn ngủn hả các bạn, cho nên là tiếng của nó réo rắt hơn rất là nhiều ha. Dĩ nhiên là cái thùng của nó bé thì nó cũng sẽ góp phần tạo nên cái tiếng réo rắt hơn. Tuy nhiên chúng ta không có thể nào mà phủ nhận cái sự ảnh hưởng của scale length ngắn lên trên cái cây đàn ukulele được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là tại sao scale dài thì nó lại cho cái âm trầm tốt hơn, còn scale length ngắn thì nó lại cho cái âm treble tốt hơn ha. Chúng ta hãy cùng quay về tuổi thơ một chút. Các bạn nhớ cái trò chơi nhảy dây không? Nếu bạn nào mà từng chơi cái trò này và ở cái vị trí là cái người cầm cái dây để quay thì các bạn hãy để ý nha. Nếu mà các bạn đứng xa nhau, hai cái người cầm dây đứng xa nhau quay á, thì rất là khó để các bạn có thể đẩy cái tốc độ của cái vòng quay nó lên cao, đúng không? Rất là khó. Cho nên là các bạn đứng xa nhau thì các bạn quay đến sáng luôn, cái thằng nhảy nó cũng không bị vướng dây nữa. Tuy nhiên là có một cái trick để các bạn làm cho cái người nhảy mà nhanh vướng dây nhất, đó chính là các bạn xích lại gần nhau một chút thì các bạn có thể đẩy cái tốc độ của cái vòng quay lên nó rất là cao. Thì đó, khi áp dụng vào cái scale length chúng ta sẽ thấy rõ luôn. Nếu mà cái scale length nó dài á các bạn thì nó sẽ tạo điều kiện cho các cái dao động ở cái tần số thấp á, nó được thể hiện tốt. Và các cái dao động ở tần số thấp thì chính là các cái tần số của các cái nốt bass đó các bạn. Còn cái scale length nó ngắn á, thì nó lại tạo cái điều kiện cho cái tần số cao của các cái âm treble nó được hoạt động tốt hơn. Đó là lý do tại sao mà khi mà cái scale nó dài á, thì các bạn sẽ nghe cái nốt bass nó tốt hơn. Còn cái scale nó ngắn á, thì các bạn sẽ nghe cái nốt treble nó rõ hơn. Rồi, ok. Trong clip này mình sẽ lấy ví dụ trên hai cái đàn có cái body nhỏ ha. Và cái scale length của hai cái đàn này cũng là ngắn nè. Trong tay mình đang cầm đây là cây Guy M120 Natural, một cái đàn có scale length chỉ là 629 mm thôi. Và cái đàn này được thiết kế chuyên đánh fingerstyle luôn nè các bạn. Rồi bên đây chúng ta có một cây Thuận BS04 Tin ha, là một cái đàn dáng mini của Thuận, nó thuộc về cái 04 series và nó có scale length còn ngắn hơn nữa. Nó chỉ có 595 mm thôi, ngắn hơn rất nhiều so với cái bản chuẩn là 650 mm. Rồi thông tin của hai cái đàn này về cấu hình thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả ha, các bạn chỉ cần vào đó xem thôi. Ở trong clip này thì chúng ta chỉ quan tâm là scale length nó ảnh hưởng như thế nào đến âm thanh. Rồi các bạn hãy cùng nghe thử hai cái đàn để đánh hai cái bài xem là các bạn có cảm giác là cái treble nó tốt hơn không ha, có giống như là cái lý thuyết mà chúng ta vừa tìm hiểu ở trên không ha. Rồi ok, mời các bạn cùng nghe. Thank you.
Rồi các bạn thấy sao ha? Khi nghe có vài cái nốt thôi là thấy nó vô liền ha các bạn. Cảm giác nó rộn ràng trong lòng như là Giáng sinh sắp tới trước mắt luôn vậy đó. Mặc dù hiện tại mới có chỉ là tháng 9 thôi. Nhưng mà Giáng sinh nó cũng sắp tới thiệt rồi đó các bạn. Tới nhanh lắm đó. Những cái đàn này á, thì cái bass của nó không có dày nha các bạn. Những các bạn, cái đàn này cái tiếng của nó không có sâu. Tiếng nó mỏng lắm á. Nhưng mà vào đúng những cái bài mà nó sinh ra để chơi á, thì nó đảm nhiệm rất là tuyệt vời. Nghe rất là đã luôn.
những cái cây đàn mà có scale length ngắn như thế này nè thì nó sẽ thích hợp khi mà các bạn muốn chơi những cái bài mà nó có cái màu sắc tươi vui ha, nhiều năng lượng ha. Chơi fingerstyle nó cũng rất là phù hợp. Cho nên là khi mà các bạn mua đàn á, chúng ta không chỉ quan tâm về cái gỗ ha, chúng ta còn quan tâm đến những cái yếu tố khác, mà trong đó scale length là một cái yếu tố mà các bạn cũng rất là nên để ý. Rồi ok, ngoài ra thì scale length nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều các thứ khác luôn ha các bạn. Nếu các bạn muốn biết nó ảnh hưởng đến những cái gì nữa thì các bạn hãy nhấn like cái clip này và subscribe cho kênh ha. Thì mình sẽ tiếp tục có động lực để làm những clip tiếp theo về scale length. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại.